Chào lại tất cả anh em ha. Hôm nay cũng mấy tuần rồi mình mới quay lại con máy chiên tạc. Chiên tạc, nói chung là chiên tạc xới đất này kia cũng vẫn được nha, nhưng mà nó nghiêng về chiên tạc thì anh em theo dõi cái nhìn theo dõi trên trên YouTube đó, trên mạng người ta quảng cáo thì anh em biết cái thế con máy này là máy quay đầu, máy này quay đầu chuyển hướng đầy đủ nha anh em nhìn kỹ ha. Đó, nhìn kỹ rõ ràng máy này của hãng Mitsubishi, nguyên bản zin của nó luôn nè. Đó, Mitsubishi, cái dòng này là dòng G, anh em chắc biết cái dòng G phải không? G510 là nó đa dạng, còn cái này là 610 nha anh em. Công suất nó 6 ngựa đây. Đó. Nói chung máy móc mình kiểm tra nó nguyên zin, nói chung là nguyên zin hết. Kiểm tra lại là nó mọi thứ là đều ổn định hết. Đó. Còn cái máy này là mình nói rõ là cái lưỡi này là lưỡi bãi. Đó, lưỡi bãi, nhưng mà không biết nó chưa có làm hay là sao mà thấy nó còn mới quá. Đúng ra mình lắp cái lưỡi mà để tạc lắc cho anh em, thường thường là mình lắp, nhưng mà đều cái này mình nói trước ha, mình nói rõ mình sẽ để luôn cái bộ này cho anh em về anh em phai đất này kia thì được. Đó, nó được thôi chứ nó không có bằng mình xài đó thì phai đất thì được, chứ mà tạc luống thì nó tạc đất này kia thì nó không được, tại vì cái bản nó nhỏ. Thì anh em nếu mà mua con máy này á, thì máy này hiện tại đó là nó 14 lưỡi. Thì đây, đó, mình muốn làm cho nó đạt nhu cầu cho anh em thôi. Nó 14 lưỡi, mình sẽ không có tháo cái bộ lưỡi trong máy này ra. Anh em hiểu ý nói không? Mình sẽ không có tháo. Không tháo bộ lưỡi, gửi lưỡi viên nó cho anh em luôn. Nó về anh em, lúc anh em muốn tạc đất hay anh em muốn thay thế thì mình đưa đủ 14 lưỡi cho anh em sắp vô trong này. Lúc anh em muốn thay thế, còn anh em lúc mà không thay thế thì để vậy luôn. Đó là mình kèm thêm một bộ lưỡi này 14 răng này là răng tạc xế rồi luôn. Anh em biết thì đó, lưỡi này mình cũng từng giới thiệu bán. Còn anh em nào có nhu cầu xài máy nào, loại nào, kích cỡ ra sao thì muốn đặt lưỡi thì gọi lại cho mình, nói rõ là vấn đề lưỡi kích thước thì như thế nào đó, mình sẽ làm xong mình gửi tận nơi cho anh em. Đó. Máy này anh em cứ nhìn kỹ ha, để mình đo, anh em xác định cho kỹ cái dòng máy của mình muốn xài nha. Nói chung là để tránh cái sự mà tránh cái thời gian mà nó không có nè. Lưỡi này là chính xác nó đây, hiện tại là nó là 5,5 tấc, là lưỡi ống này là người ta thường thường người ta dùng để xới đất á. Mà nó hay có một cái là nó chống quắn cỏ, đất vườn hay là gì của anh em á, chống vừa chống lúng mà vừa chống quắn cỏ luôn, anh em hiểu không? Máy này là nguyên bản nước sơn rồi hết nha. Còn cái này thì nó số ra đây, nó có 2 cấp độ, anh em hiểu không? 2 cấp độ có nghĩa là 2 cấp độ lưỡi đó. Thì anh em muốn chậm hay là muốn nhanh, lúc mình phai đất á, thì mình để chế độ chậm thôi, lúc mà tạc á, thì anh em quay cái lưỡi ra thì cho tốc độ nó nhanh đó. Còn anh em muốn ngắn dài gì đó thì lúc đó về mình bớt lưỡi lại 5,5 tấc để mình đo hết đi. Mình hãy nói chuyện vừa nói vừa đo cho anh em xem. Cái bánh này hiện tại bung ra hiện tại là nó 50, hơn 50 chút thì nó cũng tương đương với cái ống này. Thì lúc anh em thu hẹp vô, nó có chốt để thu hẹp từ từ vô, anh em thu hẹp vô thì nó còn, nếu mà bánh nhựa này thì nó bánh hơi này thì nó còn khoảng được 3 tấc. Nó 3 tấc. Ở trong hộp này nó xài dây cu do đôi, cho nên anh em xài an tâm, không có sợ nó bị tuột dây, không bị trượt dây. Nó quay đầu chuyển hướng đồ đầy đủ.
Thì nói chung là máy móc thì mình nghe nói vậy, còn anh em lưu ý để mình nói trước, rồi chút mình sẽ khởi động máy cho anh em xem ha. Mình nói cho rõ ràng, anh em nên nên tham khảo kỹ lưỡng con máy mình đang giới thiệu như thế nào. Đó, đang giới thiệu thế nào thì anh em xem có phù hợp nhu cầu cho mình không. Đó, hoặc là anh em gọi kết nối Zalo để mình dặn mình đặt con máy nào mà giống như cái ý muốn đó thì mình làm xong mình sẽ cho anh em hay. Đó, còn cái vấn đề là con máy mình đang quay hiện tại thì anh em có thấy mình giới thiệu gì đó có phù hợp công việc mình không, chỉ là lo coi nó có phù hợp công việc không. Còn cái phần mà chất lượng thì nói chung là bên cửa hàng mình, một là mình người lớn với nhau, hai là cái uy tín của cửa hàng, có gì mình nói như vậy. Nó tùy theo cái giá cả, tùy theo cái chất lượng đời máy này kia thì mình báo giá đó. Thì chứ không nên mà thấy con máy đẹp hay gì mình, hay là thấy con máy nó thấy được gì đó, mình cứ mua đại mua càng, rồi sau này á mình gọi điện lại với nhau nó rắc rối lắm. Nói chung là mua bán thì không ai muốn điều đó xảy ra, cho nên là mình đừng có dội. Một con máy thì mình xài thì mình cứ người ta quay rõ ràng cái gì, máy móc người ta đã đảm bảo cho mình xài đó, thì anh em cứ kỹ rồi hả mua đó. Còn không còn thấy chưa phù hợp thì hãy để con khác hoặc là gọi lại mình làm con phù hợp hơn ha. Còn máy này nè, hai số tiến hai số lùi nha anh em, hai số tiến hai số lùi luôn. Còn quay đầu này thì anh em cứ bóp ở đây quay đầu thôi, bóp ở đây thì hãy cao thấp cái càng này nè, cao thấp. Còn cái anh em quay đầu thì anh em nhấn cái này xuống đó, nhấn xuống thì quay lại thôi, rồi ngay điểm nào thì mình dừng ngay điểm đó. Nói chung là nó đủ hết rồi, mình để về mình thử cho anh em xem. Con máy này thì mình bán cho anh em cái giá tại cửa hàng đó, giá tại cửa hàng là nó 10 triệu, trong đó mình có kèm cái bộ 14 lưỡi này hồi nãy mình nói với anh em á. 14 lưỡi là cho anh em về thay thế để tạc đất á, lúc mà muốn tạc đất muốn lên luống á thì lưỡi này á thì nó sẽ hay hơn. Lưỡi này mình từng giới thiệu anh em xài rất là hiệu quả đó. Rồi còn cái phần mà lưỡi thì có rảnh rỗi mình sẽ làm tiếp tục cái mình quay cái lưỡi, mình nói rõ phần lưỡi hơn đó. Cho nên thì anh em nhớ nha, 10 triệu giá tại cửa hàng là cộng thêm bộ lưỡi zin của máy là có sẵn nó chưa mòn mình để, thì mình để thêm kèm cho anh em là 14 lưỡi đó nữa. Nói về anh em muốn tạc đất thì hay là xới đất gì đó cho nó hiệu quả hơn thì lưỡi đó thì chắc ăn xới đất thì nó sẽ hiệu quả hơn gấp đôi cái thằng lưỡi này, lưỡi bãi. Tại vì uống theo cái kiểu mà cái kiểu phù hợp cho đất Việt Nam mình á, đất thịt á, thì nói sơ sơ thôi. Còn cái vấn đề ở đây nè, anh em nào mà quen biết thí dụ hoặc là tin tưởng với cửa hàng mình, tin tưởng với nhau, tin tưởng cửa hàng mình thì nếu mà chuyển khoản đủ thì mình sẽ bao phí cho anh em. Còn nếu mà anh em chưa có tin tưởng hay là cái gì đó còn nghi ngờ gì đó, thì cọc đặt cọc thì mình sẽ không bao phí đó. Còn tùy theo cái phí xa gần nữa, thì con máy này thì gửi phí thì anh em biết thì nó tầm cũng nói chung là trên dưới triệu đồng. Nói chung là mình nói chung như vậy, tại vì nhiều khi nó ở Lạng Sơn Bắc Giang này kia, mình thì mình ở Đồng Tháp đó. Thì anh em thấy đó, thì bán số xe Đồng Tháp đó, cho nên là mình trong trang web của mình, trong cái YouTube mình có nói rõ, có để đường link bản đồ dẫn tới cửa hàng luôn, thì anh em ở gần thì lại xem máy. Rồi thì mình nói nãy giờ cũng hơi nhiều, nhưng mà nói vô cái vấn đề chính chứ còn nói chung là máy bãi anh em quan trọng là zin. Anh em chú ý nhất là cái chức năng, cái nhiệm vụ của máy, công sức của máy nó làm được gì. Chứ anh em đừng có nên mà chú trọng gì tới mấy cái lặt vặt, cái gì mới, gì cũ hay là đồ bãi. Nói chung là đồ bãi nó còn tốt là được. Đó. Chứ không có tập trung về cái kiểu ốc vàng, ốc đỏ này kia. Anh em cứ tập trung thấy cái đó đẹp, anh em mua về anh em nhìn con ốc đó hay gì.
quan trọng là ốc đó ốc mới vẫn có nha anh em. Nó thì nói còn cái này là nguyên bản nguyên zin hết. Thì ốc Nhật thì anh em biết rồi đó, có nhiều con thì đồ bãi thì nó không tránh khỏi cái đó đâu. Nó là mình nói sơ nghe thôi, mình không nói là nhiều. Nó như vậy, nó đen, nó ngã màu đen như vậy là đồ bãi. Cho nên anh em lúc mà tháo ra là ở bên trong găng là nó cũng mới mới chát thôi, mới tinh thôi. Đó. Còn cái nào bên ngoài nó mới thì mới, còn không mới thì nó bên trong nó cũng mới thôi. Nói chung là đồ Nhật thì nó vậy. Rồi, thì mình sẽ khởi động con máy. Anh em lưu ý ha. Nè, cái này cái e nè, anh em nhớ cái này, nhiều khi có anh em có chạy mà cứ đóng e, để vô vậy là đóng e ha. Đóng e là khi nào mà máy mình giật mới đầu một cái không chạy mình mới đóng e. Rồi mình giật cái nữa mình mới mở ra. Anh em hiểu không? Nè. Nó như vậy là mở nè, anh em để như vậy là đóng. Nó nhiều khi anh em cứ để như vậy á, máy một có nhiều con nó tắt máy. Ngợp xăng nó tắt máy, còn có nhiều con nó không tắt máy, nó cứ lịch xịch vậy đó. Anh em nói là máy nó không được chuẩn. Cho nên là mình chỉ hướng dẫn kỹ nha. Còn mấy người mà biết xài máy rồi thì khỏi nói, người ta nghe tiếng máy là người ta biết nó đang đóng hay là mở thôi. Rồi anh em lưu ý chỗ đó giùm mình cái. Rồi mình sẽ khởi động máy cho anh em tham khảo chơi thôi, chứ còn cái này thực tế là phải đi xuống đất. Nhưng mà được cái kỹ thuật tùy con máy thôi. Nói chung ở máy nào làm gì thì mình kiểm tra kỹ thuật, mình biết nó sẽ làm việc được bình thường, chứ không mình cũng không có thử cái phần đó ấy nữa. Nói chung là đúng chức năng cứ xài thôi, còn máy móc thì mình đã kiểm ok hết rồi. Giật nè ha. Cho lưỡi nó quay tại chỗ cho anh em xem. Máy xa ra mình sẽ chạy cho anh em xem. Nói chung là tại vì chạy kỹ thuật là mình đã kiểm tra nó an toàn hết rồi. Nói chung về cứ đổ xăng xài, xăng nhớt rồi xài thôi. Còn mình như vậy mình tham khảo cho anh em tham khảo nhìn cho con máy của mình là nó hoạt động tới đâu thôi. Đây. Nè, vô số nè. Mình chỉ nói thôi nha, thì nó là 4 số, 2 số lùi, 2 số tiến. À, cái này là chạy ngược về đây. Là số lùi. Nhưng chỉ quay đầu vậy là gọi là số lùi. Đó, còn y tế nè. Đó, nè thấy không? Lùi chậm tới chậm. Còn nè, lùi nhanh tới nhanh nè. Đó. Tới nhanh nè. Đó, anh em thấy không, cái hai tốc độ mình chạy ra nhỏ thôi, mình chạy số chậm cho quay đầu anh em bóp cái tay chuyển hướng đây nè, quay thoải mái. Rồi vậy thôi.
chạy rất là bốc. Tắt máy, có nút tắt máy đây. Rồi thì với cái công sức mà con máy nó sáo ngựa như vậy thì anh em khỏi cần phải lo nó công sức nó yếu. Sáo ngựa đường truyền nó vậy thì anh em khỏi cần lo cái công sức máy nó yếu. Này nguyên zin toàn bộ hết. Đó, thì mình đã kiểm tra hết rồi thì anh em tin tưởng thì xài. Đó, chứ còn mình không biết nói sao để cho nó vừa lòng. Mình không có thích nói nhiều về cái vấn đề đó. Còn anh em nào nên suy nghĩ kỹ ha. Mình cũng mong muốn cho anh em mua được con máy để nó phù hợp công việc. Thì mình cứ xem kỹ, nếu gọi lại con máy, ngay con máy này còn thì mình sẽ chốt cho anh đó, anh em đó. Còn ở phần mà tiền muốn chuyển không chuyển thì cái đó thì anh em gọi lại. Lúc đó thì tùy anh em thôi, mình muốn lựa chọn cái cách nó tốt nhất. Đó. Tại vì anh em chuyển khoản mình cũng không có nói là lấy tiền trước để làm gì. Nói chung cái nào cũng là giao y chang như vậy, con máy như vậy. Nhưng mà điều cái là cái dịch vụ mà để thu hộ thì anh em biết họ sẽ làm dịch vụ. Họ làm dịch vụ thì cái vấn đề đó thì mình phải trả tiền cho người ta chứ không có cái không có cái chuyện không có chuyện mà họ làm giùm, cho nên là mình bù lỗ, bù nói chung là bù qua cái phần đó mình chỉ thuê vận chuyển thôi để cho nó đủ cái chi phí cho anh em, chứ không phải là cái vấn đề gì mà phải chuyển tiền trước. Anh em hiểu đó không? Còn nếu mà không chuyển tiền trước thì mình không có cái, mình thuê là đầy đủ, nghĩa là thu hộ rồi vận chuyển các thứ mình không thể bao được. Anh em hiểu ý nói ha. Rồi thì còn cái gì rắc rối hay là gì chưa hiểu thì cứ gọi lại, mình sẽ tư vấn tiếp. Mình cứ gọi Zalo kết nối, gọi hình, mình sẽ quay ngay con máy. Anh em có gì chưa rõ đó thì mình quay lại. Thôi chào tạm biệt anh em ha.